đi cùng với nhóm bạn thì chắc là cũng có chuyện gì đâu. Anh nói là nhóm bạn kia là bận rồi tối đi sau. Bây giờ hồi sáng là tụi mình đi trước lên Đà Lạt chơi trước đã. Lên cái rốt cục là có hai vợ chồng mà đêm đó là có hai vợ chồng ở Đà Lạt thôi. Trời ơi, mời. Trời ơi. Thôi chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Đình Đôn, năm nay em 30 tuổi. Em thì quê gốc ở Bình Dương nhưng mà hiện tại em đang sống tại Mỹ. Dạ. Em đang làm freelancer và cùng với vợ em, hai vợ chồng đồng nghiệp. Em dạ. Đi Mỹ lâu chưa? Dạ em đi cũng mới 2 năm thôi ạ. 2 năm, dạ. Hai con em. Dạ vâng, em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận và cùng với tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Trần Thị Hoa, năm nay em 28 tuổi và em cũng là freelancer chung nghề nghiệp với chồng em luôn. Em thì là quê gốc thì ở Thái Bình mà hiện tại thì em đang sinh sống ở Bình Dương cùng với ba mẹ chồng. Dạ. Lần đầu tiên các em gặp nhau là như thế nào và ấn tượng của các em về nhau là ra sao? Dạ, vâng, lần đầu tiên tụi em gặp nhau là vào ngày 25 tháng 4 năm 2011 tại trường trung học phổ thông Phú Nhuận. Sở dĩ là có thể nhớ được cái ngày tháng rõ ràng như vậy với địa điểm rõ ràng tại vì đó là nằm trong một cái chương trình quan sát của câu lạc bộ Thiên Văn thành phố Hồ Chí Minh. Thì tụi em có tham dự và anh Đôn là thành viên của ban tổ chức, còn em thì là người đăng ký tham gia. Cái chương trình quan sát Thiên Văn đó thì nó gồm hai phần anh chị. Phần đầu tiên là phần lý thuyết và phần thứ hai là phần quan sát thực tế ở ngoài sân trường. Thì em gặp vợ em lần đầu là lúc mà vợ em đang đứng lấp ló ở bên cái cửa. Thì em thấy cái cô này dễ thương quá, giống như là cái hình ảnh mà em tưởng tượng ra về cái hình mẫu của em á. Em rất là thích bài Giáo đường im bóng, trong đó có câu là nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng đắm đuối trong làn tóc mắt nàng huyền mơ đó. Thì em thấy cái cô này giống như là em tưởng tượng vậy, nên là em mới mong em tiến tới gần và em làm quen bằng cách là em ga lăng em mời vợ em vào trong hội trường để ngồi. Còn em thì đến bao lâu thì em mới gặp ảnh? Dạ thì qua cái phần lý thuyết rồi thì đến phần quan sát ở ngoài sân trường thì em lại đúng vô cái hàng mà quan sát mà ảnh hướng dẫn cái kính thiên văn đó. Thì lúc đó là 9 giờ rồi. Tại vì gia đình em thì rất là khó, thường là con gái là phải về có giờ giới nghiêm là 9 giờ, tối đa là 10 giờ phải có mặt nhà rồi. Thì em phải tính toán lần sau mình có thể đứng ở đó mình quan sát được thêm chút xíu nữa rồi mình mới về. Lúc đó thì em đang đứng ở cái kính thiên văn đó và em đang quan sát cái sao Thổ luôn. Đó là cái hành tinh đẹp nhất trong Thái Dương Hệ. Thì em bảo đảm luôn là nếu mà vợ em lần đầu nhìn thấy sao Thổ là sẽ kết liền, bởi vì nó rất là đẹp. Nên là em rất là tự tin. Khi mà vợ em đến thì em nói về bầu trời, nói về cái kiến thức thiên văn để cho cô này có chú ý gì tới mình hay không. Mục tiêu của em là em xin liên lạc, bởi vì em sợ nếu mà cô này về mà em không có liên lạc hết, bởi vì Hoa là thành viên gọi là không có thường xuyên tới tham gia tình cờ thôi. Nhưng mà nói quá trời nói, nhưng mà cuối cùng vẫn là cái mục đích là muốn xin cái nick của cổ thôi. Dạ, đúng không? Xin nick diễn đàn thôi, em là chủ động không có xin số điện thoại. Bây giờ em nghĩ nếu mà xin số điện thoại thì mình có hơi sổ sàng quá không. Với lại em là admin của diễn đàn đó, nên là nếu em có nick diễn đàn thì chắc chắn em sẽ biết được tất cả cái thông tin email, số điện thoại em có hết. Và sau khi có nick rồi thì chắc chắn là phải có những cái buổi giao lưu sau đó, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì lúc đầu gặp em cũng chưa có ấn tượng gì mấy đâu, nhưng mà đến cái lần thứ hai gặp mặt á thì ở trong ở cái quán cà phê mọi người đang họp như thế này, thì em ngồi phía này thì anh ngồi phía đối diện vậy, thì anh nhìn riết luôn, nhìn chằm chằm vậy nè, giống như là muốn ăn tươi nước sống. Dạ, đúng không? Cái em mắc cỡ đỏ mặt hết trơn luôn à. Đến nỗi mà cái chị kế bên á, chị nói với em là ủa em với Đôn lại là quen nhau hay sao? Cái em nói không phải, em mới gặp lần thứ hai ạ. Lý do gì mà cái lần thứ nhì thôi mà em nhìn mà nhìn muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy? Dạ bởi vì thật sự á, em muốn nhìn như vậy để Hoa chú ý đến mình, tức là em muốn thay lời nói, em tạo điểm nhấn, đúng không? Dạ đúng rồi, chiêu thức hết em ơi. Thiên văn ủng hộ lắm, chơi trò lạ lùng. Rồi sau khi mà nhìn như vậy rồi sau đó là tới cái gì nữa? Dạ khoảng một năm sau thì vào ngày 14, đúng cái dịp 14/2/2012 luôn, là sau Tết á, thì thường nhà em cũng khó là xin đi chơi thì không có cho đi với lại người lạ đâu. Nhưng mà cái đợt này cái anh này anh rủ vậy, em cũng nói chung em cũng mê trai quá. Người gật đầu luôn. Dạ, đây là đợt đó em chơi lớn luôn. Em nói xạo gia đình là con đi chơi với nhóm bạn, với nhóm bạn thân con. Hôm đó đi Vũng Tàu chơi thì chiều hôm đó là tụi em đi ngắm hoàng hôn ở biển Vũng Tàu. Tại vì đó là dịp 14 tháng 2 mà nên người ta có đi bán dạo hoa đó. Người ta mời anh Đôn mua hoa. Cái xong rồi em ngồi cái bên này em cũng nhắm nhắm là nếu mà anh này mà anh mua hoa mà anh tỏ tình với mình á chắc là mình cũng chịu á. Nhưng mà đợi hoa luôn mà ổng không chịu mua. Ngắm ngắm hàng hôn thì sắp lặn tới nơi rồi. Thế ảnh cứ ngồi bên cạnh thôi, ảnh bắt đầu lân lân gần. Cái ảnh định hôn nhà má. Cái em cũng thấy là có vẻ dấu hiệu rồi, cái em né ngại quá. Sau là cái thôi hai đứa đi ăn rồi đi về luôn. Đi về đâu? Có không có nói. Đi về Sài Gòn lại hay là đi về đâu? Dạ thì hôm đó thì em có nghỉ một đêm tại một khách sạn ở Vũng Tàu. Ở
khách sạn nhưng mà là lấy mấy phòng. Tại vì cái ngày đó là cái ngày full phòng hết trơn à, thưa quý vị, đúng không nào? Dạ đúng đó. Rồi có lấy phòng dễ không? Dạ thì tụi em lúc đó cũng còn sinh viên mà, cho nên là cũng tiết kiệm thuê có một phòng thôi. Mà tiếc là cái phòng đó nó chỉ có một giường thôi. À rồi, chuyện gì đến cũng phải đến phải không? Dạ nhưng mà chưa, cái đêm hôm đó đó là tuy là hai đứa ngủ chung giường nhưng mà em thì ngủ quay qua bên vậy nè, sau là Hoa ngủ quay qua bên kia và đêm đó không có chuyện gì xảy ra hết. Cái giường đó là giường mé 6 nhưng mà hai đứa là mé mé hai bên nè, xém rọt giường luôn. Thật ra trong lòng em á thì em cũng rất là muốn, nhưng mà em vẫn muốn giữ cái hình ảnh ban đầu mà em nhìn Hoa. Với lại em đã chú ý đến ai á thì em suy nghĩ về chuyện tương lai, nên là em không muốn phá vỡ cái hình ảnh đó. Sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó rồi thì hai đứa có những cái chuyến đi riêng gì tiếp theo nữa không? Dạ tiếp theo thì tụi em đi Đà Lạt ạ. Toàn đi những nơi lãng mạn không? Dạ, dạ vâng. Đi Đà Lạt thì cuối năm đó thì anh Đôn có rủ một nhóm bạn nữa, thì em thấy là đi cùng với nhóm bạn thì chắc là cũng có chuyện gì đâu, để nhóm bạn chung mới cũng thân lắm. Nhưng mà không có ngờ rằng là đi lên rồi mới biết là anh nói là nhóm bạn kia là bận rồi tối đi sau. Bây giờ hồi sáng là tụi mình đi trước lên Đà Lạt chơi trước đã. Lên cái rốt cục là có hai vợ chồng, mà đêm đó là có hai vợ chồng ở Đà Lạt thôi. Coi như là đó, cũng ngủ đau lưng nữa à. Yeah. Đêm đó làm sao? Đêm đó thì đã bật đèn xanh rồi mà, nên mình phải tiến tới thôi chứ làm sao mà đau là lưng không được. Có đau lưng mà đau mặt đúng không? À. Dạ chính vì đau mặt nên là đêm đó mới có chuyện xảy ra. Thôi chuyện gì? Nói chung là tại vì Đà Lạt cũng lạnh quá nên là cũng phải cần sưởi ấm cho nhau. Cái cảm xúc của em lần đầu như thế nào? Dạ cảm xúc của em lần đầu thì đúng rồi, lần đầu nó khi mà mình yêu thì mình thấy cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng màu hồng hết. Cái là sau đêm hôm đó nha, buổi sáng hôm sau tụi em đã chụp rất là nhiều bức ảnh, tụi em chụp như điên vậy, chụp hai đứa cái gì cũng chụp hết trơn á, và lúc em thấy hoa đẹp vô cùng. Em thấy cái gì cũng đẹp, cũng tươi cái nọ. Nhưng mà đẹp nhất là hoa. Hoa đẹp nhất trong loài hoa á. Bao lâu thì em mới cầu hôn cô gái này? Thì đến năm 2016, mà cầu hôn đó thì nó cũng gắn liền với một chuyến đi của hai đứa luôn. Chuyến đi nữa? Dạ, đúng rồi. Lúc đó thì hai đứa đi leo núi Virup ở Đà Lạt. Thì trước cái chuyến đó thì em không có nghĩ là em sẽ cầu hôn Hoa. Nhưng mà sau bắt đầu vào chuyến rồi thì em mới có dự định là sẽ cầu hôn Hoa ở trên núi cho nó lãng mạn. Thì khi mà cả đoàn em đi ngang một cái gốc cây cổ thụ, gốc cây Bermu. Cái gốc cây đó là nghe cái anh dẫn đoàn nói là 1.300 năm tuổi. Thì em thấy đây là một cái điểm quá thích hợp để mà mình cầu hôn Hoa cho nó ấn tượng. Nhưng mà trước đó là em không có chuẩn bị đến cả nhẫn cỏ em còn không có nữa mà. Nên là em mới tìm cách là em mượn cái nhẫn của một cái chị trong đoàn, mà chị cho em mượn cái nhẫn đó. Và em mới quỳ xuống và em cầu hôn Hoa. Thực sự em cũng không nghĩ là anh sẽ cầu hôn đâu, tại vì cái gì gia đình cũng đã sắp xếp hết rồi. Cái lúc đó anh quỳ xuống để anh đưa cái nhẫn vào tay rồi em gật đầu đồng ý thôi, chứ cả hai đều không nói là cái ngầm gì hiểu hết. Luôn á. Dạ. Là coi như là cưới tôi đi đó. Dạ. Không lặng. Dạ. Nữa hả? 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 Dạ. Bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ tụi em yêu là 6 năm 4 tháng. Ồ, cho đến ngày cưới. Xong rồi gia đình em là đi định cư bên kia. Dạ. Là tới bây giờ vợ đang ở với mẹ chồng mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, tại vì ba mẹ em thì cũng đi đi về về. À vậy hả? Đợt đó là sắp xếp là ảnh đi Mỹ tới 3 tháng trời lận. Thì trước đó tụi em chưa bao giờ mà trong quá trình 6 năm yêu nhau chưa bao giờ mà xa nhau có khoảng thời gian lâu như vậy. Mà đúng lúc đó thì em lại có bầu nữa. Mà em thì ngán vô cùng luôn. Thì lúc đó cứ vượt sức khỏe yếu rồi xong lại nhớ chồng nữa, cho nên là khóc. Đáng lẽ là mẹ bầu thì phải là vui vẻ. Nhưng mà thực sự là mình không thể giữ được cái tâm trạng của mình, lúc đó là suốt ngày là khóc thôi. Thực ra vậy nè, cái khóc vì thương nhớ nó khác với khóc vì đau khổ. Dạ. Cái khóc thương nhớ là thường cái đứa con nó giống ba lắm. Dạ. Còn cái khóc vì đau khổ lại khác nữa nha. Dạ, nhưng mà thực sự là bé rất là giống ba đó. Khóc vì thương nhớ đó. Tại vì khóc vì thương nhớ mà lúc nào nghĩ tới chồng lúc nào ẩn hiện cái khuôn mặt của chồng trong đầu. Dạ. Nó giống ba. Dạ. Suốt 3 tháng đầu là khóc như vậy xong là, nhưng mà em khóc em cũng không có giữ mình đâu. Là suốt ngày là gửi hình khóc cho ổng thôi. Lúc đó em ăn cái gì ói ra là cũng phải chụp cho anh. Lúc đó thì vô cùng nóng ruột luôn anh. Lúc đó là em nhận được cái tin nhắn của Hoa, cái gì cũng than hoặc là thấy hình gửi hình qua toàn là khóc, cho nên là rất là nóng ruột, mong muốn về ngay. Bây giờ vẫn yêu xa mà. Dạ có. Thì sắp tới anh cũng phải qua Mỹ, cái khoảng thời gian qua xa thì rất khó khăn. Đó chưa gì ngồi đây là nghĩ đến cái chuyện là sắp phải xa chồng rồi khóc nữa. Mà em xin lỗi ạ. Nói chung là cái khoảng thời gian xa nhau thì cũng rất là khó khăn, bởi vì như lúc mà có bầu thèm cái gì đó thì cũng không có thể nhờ đòi ảnh mà được. Thì lúc đó cảm giác của mình thực sự rất là hững, nên rất là tủi thân. Vậy là bây giờ lấy nhau được mấy năm rồi ta? Bây giờ lấy nhau được gần 2 năm rồi. 2 năm rồi mà tụi em sống gần nhau được bao lâu?
Dạ, tính ra thì thời gian sống chắc cũng khoảng nửa số thời gian đó là được một năm. Một năm. Dạ. Như vậy thì có tìm được thói hư tật xấu của nhau lòi ra sau hôn nhân không? Cho dù có yêu xa thì vẫn phải nói về tật xấu của nhau. Thôi đó. Bây giờ ưu tiên cho người ở xa trước đi. Dạ. Nha. Sao Đôn? Dạ, thì trước khi cưới thì hình mẫu của vợ em rất là đẹp, giống như là cái cô bé mà em đã nói vậy đó. Nhưng mà sau đó thì em mới phát hiện ra là vợ em rất là nóng tính và rất là nóng nước. Em nóng là gì? Nóng vội á chị. Tức là muốn làm chuyện gì là làm liền chứ không có sự chuẩn bị. Còn em thì em trước khi làm gì đó em chuẩn bị nhiều. Rồi ngoài cái hấp tấp với lại cái nóng tính ra thì còn cái tật xấu gì nữa không? Chắc là em ít tật xấu hơn anh hả? Nhưng mà tật sao xấu bây giờ đâu chỗ... còn không? Em thì hết rồi. Hết rồi không? Rồi tới em đó Hoa. Dạ, tật xấu thì anh nó toàn là tật xấu lạch vạch thôi. Những cái việc như là anh hay xả rác lung tung nhà, ví dụ như rác tay nọ hay vứt lung tung. Xong là chuyện tính vậy là đi vệ sinh á, thường là có cái bàn ngồi mà anh không bao giờ mà anh nhấc lên hết á, toàn là lắc ra xung quanh không à. Dạ, phải đó, ẩu tả. Dạ, còn anh biết em rất là sợ ma, em sợ ma kinh khủng luôn, mà anh khoái nghe chuyện ma. Em nói là em không bao giờ nghe, em không bao giờ coi phim ma. Sao mà kể lại? Tại em sợ lắm. Dạ thì anh sẽ kể lại cho em cái câu chuyện nào hay là anh kể cho em chuyện ma này hay lắm. Thế là em nghe thôi là em sợ, đêm là cứ đi vệ sinh là phải đánh thức ảnh dậy đi cùng. Không kể gì để cho em ôm ổng đó. Dạ. Chắc cái này cũng chiêu quá. Biết, coi như là biết vợ sợ ma mà vẫn. Dạ đúng rồi, đó là cái chiêu thôi. Mỗi lần mà em kể chuyện ma là sau đó viên ngày hôm đó là Hoa bám em liên tục. Có đấy chưa? Đó. Cái đó cũng không phải xấu em. Không phải là xấu, cái đó làm cái ý. Tụi em mong muốn anh thay đổi cái gì? Cái mong muốn duy nhất là em mong muốn anh nhanh nhạy, lanh lẹ hơn. Vậy thôi ạ. Thế còn Đôn? Đôn mong muốn Hoa thay đổi em thì Hoa cái gì cũng kỹ càng, đừng có nóng vội quá, đừng có dễ cáu giận. Dạ. Là em hài lòng. Thôi bây giờ tụi em là chị chỉ mong tụi em mau mau đoàn viên, hiểu không? Để cuộc sống hạnh phúc hơn. Chúc cho hai em luôn luôn vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc như thế này. Dạ, và yêu thương nhau trọn vẹn. Vâng, em cảm ơn chị. Chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy? Ngộ ghê. Có ai nói không? Dạ có. Giống nhau quá luôn á. Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, năm nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An. Hiện em sinh sống và làm việc ở Di An, Bình Dương. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. Kinh doanh bên mảng gì? Mảng bán hàng online. Bán hàng online. Bán hàng online chuyên về cái gì? Mỹ phẩm dạ, hay mỹ là phẩm. Đồ ăn? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm đúng không? Dạ. Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp cho đời đẹp đó. Chị làm như là bây giờ đó là bán đó làm như là coi như kinh doanh hiệu quả lắm hay sao mà ai cũng tại vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó. Đó bởi vì hỏi vậy để chị Dân nói đó. Ok mời em. Dạ em tên là Hồ Thị Thúy Nga. Em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Bây giờ hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ, công việc. Dạ em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Dạ. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Dạ em làm ở trên TikTok rồi ở trên Facebook và trang bay. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Đó, kể nghe đi. Dạ là em là có một người bạn á, bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Dạ. Thì lần đầu gặp lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi thì không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Dạ. Lần thứ hai thì ra quán cà phê. Dạ. Là vợ em lúc đó là mang cái quần đùi với kéo lót áo thun á. Dạ thì là áo thun. Áo thun á, áo thun. Dạ. Áo thun. Thì em thấy tướng búp mập mạp. Dạ. Là tròn trịa với đi cái đôi giày lúc tờ á. Là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích. Có thích. Cái lần đầu mà vô phòng á, đưa. Dạ có, lúc đầu lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế. Búp búp quá. Dạ, búp búp mà xinh gái. Còn em thì sao, lần đầu gặp em á? Là em á là hồi trước em ở trên Dĩ An, nhưng xong thì em về quê, xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á, kêu là lên đó chơi, thì cái bạn đó bạn rủ em lên chơi, thì em lên chơi xong rồi ở trong phòng trọ của bạn á, thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó, xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè, anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài, nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này, nói chung là không có ấn tượng gì hết, thấy ôm nhóm nhất à. Nhóm nhất rồi. Không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta. Là đi chung luôn, đi theo với nhỏ bạn. À, đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia. Đi với anh kia, đúng rồi. Trời mắt mới thì mặt sọt chi làm cho thấy tướng. Tại không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi.
Dạ. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường, đúng không, là chưa chắc giọng đi phải không Vũ? Không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không xuống đúng mở đó. Cửa là thấy thích rồi. Đúng rồi, nãy nói đó, lần đầu tiên xuống mở cửa là nhìn thấy cái dáng múp là muốn tới luôn rồi đó. Dạ. Đúng không? Và sau đó cái cua cô ấy như sao? Sau cái bữa cà phê đó. Đó. Thì chắc chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có. Là sau đó là tuần sau á là đi đi chơi. Đi chơi hát là karaoke, bữa đó hát karaoke. Hát karaoke, mọi người đi hát karaoke thì về thì mệt á. Em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Ồ. Dạ. Thì sao cô nói sao? Cô nói mệt quá, nghỉ không có ăn. Không ăn uống gì dạ. Đúng không? Dạ, vậy chắc là từ chối khéo đó. Dạ. Mà em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa. Chưa thấm luôn. Cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa. Nói chung á là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè đồ này nọ. Chứ nói chung là cũng chưa có gì. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ổng quan tâm mình vậy thì cũng có. Cũng hơi vui vui một xíu. Vui vui, dạ, đúng, không? Đúng rồi. Mà bao lâu mới gãy đồ? Cây bắt đầu ngã rạp xuống. Là nhắn tin qua lại chắc cũng 2 tháng á. Xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9. Thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó. Thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái. Đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi xong rồi đến tối. Tại vì đi ăn xong đi hát karaoke. Xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á. Thì anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn. Anh chạy xuống quận 9, tức là em ở dưới anh chạy xuống quận 9. Anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về. Cái này anh giận. Anh giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy. Ấy là cũng hơi thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về. Chạy về xong rồi nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á. Mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Anh ra, anh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, anh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á. Móc cái tay vào. Đứt cái gân này. Rồi, mà lúc đó nha, đi xong. Máu không đúng không? Máu không. Mà lúc đó em không biết luôn. Bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Lại xuống em không biết gì luôn. Cái xong cái đi về tới cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời em đưa tay lên vậy nè, trời em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đâu, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Dẫu sau này đưa ra cái tay máu, trời ơi, chảy tràn lan luôn, kêu đi may không. Không đi. Không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh này phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện lên. Dạ, đúng rồi, để che cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm hình con nhện? Hả? Hoặc xăm hình cái hàng rào. Chắc người phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Sao đại đề trên hàng rào có con nhện. Cái sức mạnh thì mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Trời ơi, gân đứt bắt không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Trời ơi, thiệt sự. Chị, bữa đó đi có cây số đó. Đi thêm cây nữa dám áp lực nghe không? Chắc dạ. Té xỉu khô luôn. Khô máu. Dạ đúng rồi. Giỡn đúng không? Nhưng mà bữa dạ đó có thấy xe sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Dạ. Máu đổ. Máu nó chảy nhiều quá mà tại vì lúc đó là khuya rồi cũng không có. Ủa nhưng thôi mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn đúng không? Tức là lúc em tới phòng trọ là các bạn em phát hiện. Nhưng mà không phát hiện. Lúc đó em không biết luôn. Không biết luôn. Để về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng. Thì giấu cái tay sau lưng vậy nè. Xong rồi bắt đầu cái em thấy nhỏ máu xuống. Xong em chụp cái tay ra giật lại. Cái coi ra cái em nói trời ơi chết rồi, máu quá trời trời, như vậy sao? Thôi đi ra bệnh viện coi sao mà không đi. Không đi bệnh viện thì nhờ cái anh kia. Không, định anh vạ. Hốt cái anh này đi. Đúng rồi, em phải nhờ cái anh bạn kia. Anh vạ, lúc đó định anh vạ. Mà nguy hiểm mà không nghĩ là đứt gân, lúc đó nghĩ chỉ chày tay mà ra sau phải may một giờ còn một cái thẹo dài của này. Thấy nhìn nhạt mình thấy cái gân ổng ghê quá. Nhưng mà lúc đó chắc thấy mặt ổng trắng rồi đúng không? Chắc rồi lúc đó cũng trời ơi, ổng mặt ổng tái manh tái mét luôn rồi á. Mà lúc đó mà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm, ốm nhom ốm nhách à, là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây. Ngày xưa có 50 kg à. Mà đã vậy máu nó còn đổ. Máu đổ như vậy nữa là mặt xanh lét luôn. Cũng may không em xỉu vậy. Vì sự cố đó xong bữa đó chắc yêu thương. Đúng rồi, đúng là dạ. Sau lúc đó là mới nhận làm người làm người yêu. Mình dạ, lúc đó thì mình thấy tội nghiệp quá. Xong rồi cái lúc đó, sau ngày hôm đó, hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì. Cái sau hôm đó xong thì thấy. Nhưng mà nó nghe nè,
đi 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 mai rồi sáng mới về hay là về liền? Không, đi mai xong về liền luôn, lỡ phòng trọ đó luôn. Lỡ phòng trọ với em luôn? Không, ở phòng trọ đó là có bạn nhỏ bạn em nữa đó, là em lên ở chung với nhỏ bạn em, lỡ chung ở đó luôn. Đúng không? Dạ. Chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không? Hôm nay em cũng không nhớ nữa tại vì nó cũng hơi lâu. Rồi, là sau đó là như dạ, mười mấy năm rồi. Ừ. Dạ, 12, 13 năm. Nhưng mà sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, đó là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái là ở lại luôn. Không, có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó. Bao từ lâu. Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á. Đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, dạ. hôn lén. Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới hôn của em cái. Hôn cái lúc mà cũng bất ngờ. Hôn lén, đúng rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng vô vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á, em không có cho hôn môi đâu. Hình như là 5-6 tháng á. Lâu lắm, lâu lắm là hôn môi. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi luôn. Làm gì luôn. Là bà dữ đúng không? Dữ lắm. Mà có đụng chạm bà gạt ra đúng không? Gạt không cho anh ơi. Thường không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Nhớ không Dũng? Thì lúc đó cho hai đứa ở về với nhau. Lúc đó là tụi em về chung với nhau rồi. Lúc đó là em với vợ em là sống thử. Sống từ phòng riêng hai người. Nhỏ bạn đâu? Tại vì sau đó ở với bồ nó. Ở với bồ nó. Tại vì nó ở xong ở với bồ nó thì em phải ra riêng. Rồi em sợ ma. Em đúng, em sợ ma thiệt luôn. Đúng không? Đúng như em sợ ma thiệt luôn. Rồi ông này mới biết em sợ ma, ông về ông ở chung. Đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Có bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng một năm. Một năm. Mà gia đình có biết không? Sống thử thì không có biết. Nói chung là quen nhau thì gia đình biết, nhưng mà cũng không có biết là sống thử. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Nên ba mẹ rất là thương. Dạ. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Xong phát cho xong. Lộ bị lộ. Biết hết rồi. Dạ. Em nghĩ là tôi không muốn hỏi đâu. Nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi. Tôi nghĩ là cái ngày đầu tiên sống thử là dạ. Là đêm đó là như là tới luôn rồi đúng không? Không. Đâu? Chưa luôn. Ơi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Ủa không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Ở chung ngủ chung thôi nhưng mà không có cho đụng chạm gì hết, không có cho gì luôn. Cái này cái kia đâu. Trời ơi, vậy là 4 tháng là không có ngủ ngày được đúng không? Không ngủ ngày, không ngủ. Nói dù em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á, xong rồi ở chung xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau đồ này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Nhưng mà là không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không. Sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho là, tình là nguyện. Lý do gì? Có nghĩa là chồng em á ở ngoài quê thường thường nhìn nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có là người yêu thôi chưa có là vợ chồng. Mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Trời ơi, nó không có thương mày đâu, là cứ nói vậy với chồng em á. Xong rồi cứ khích xong rồi là lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Tức là thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì rất là lúc chỉ mới quen nhau thôi, nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Xong rồi chồng em đã cãi nhau xong rồi xém nó đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá. Mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác. Tại vì đã mới có quen nhau mà đứng là bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Mà chồng em hoảng hồn chị. Chồng em ý là suy nghĩ là tại sao lại như vậy. Bất ngờ. Bất ngờ đúng không? Bữa nay cô ấy chủ động. Bữa nay sao? Không, cũng không có chủ động đâu. Để hỏi. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con trai và con gái lúc nào mình cũng chủ động đòi, nhưng mà tại thấy em nằm im, còn bình thường đòi là em đâu cho, em hất ra liền. Bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Em re là làm gì làm. Cũng tái ma tái máy gì đó mà thấy im ru. Im ru luôn. Bất ngờ. Sau cái bữa, sau cái buổi mà suýt đánh nhau với bạn. Dạ đúng rồi, sau bữa đó. Vô thấy mà nằm im re liền. Nằm re liền. Đó là dính luôn. Chưa sao giờ. Dạ. Dạ. Sau đó bao lâu mới cưới? Bữa đó xong rồi. Có sự cố xảy ra. Cái gieo mầm nhân quả. Mấy tháng sau anh ha? Tầm 2-3 tháng sau á. 3 tháng sau là có bầu. Đêm nào cũng
là cây thành trái đúng không? Ồ đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm luôn đó. Giống kiểu như là ý là ông này ông đã suy nghĩ là trời là trời. Bây giờ em có tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao? Nhiều luôn anh. Liên tục 7-8 lần nữa. Trời ơi. Nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay và không làm chắc ngày mai biển khác nó vô nốt. Như là một đêm là hì hục là liên tục luôn. Cây cây liên tục. Trời ơi, như vậy là chắc chắn là phải đơm hoa kết trái lạ luôn. Dạ, yeah, là mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ báo cưới. Dạ, yeah, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Em bên đạo mà chồng em là bên lương xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi tết tình tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước, tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có ai cha mẹ được. Cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai vợ chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Tụng rồi to chưa? Lúc đó chưa to, đến lúc cưới dưới quê mới to. Đám cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không biết không đi được. Không được đi anh. Tại vì chưa làm phép cưới á. Tức là mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa là không được đi, đi là sẽ có tội. Rồi xong chỉ có hai người chị gái đi à. Cũng tuổi thân là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa. Nói chung là rất là vất vả. Rồi anh hỏi nè, cái lúc phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Kiểu như là ở dưới nhà em, ba mẹ em thì cũng hối em lấy chồng. Mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới. Kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có ba anh em. Nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé. Dạ. Nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Hai đứa ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau xác định rồi nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi. Cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Chứ cũng không có phải là quá lo lắng. Còn rồi bây giờ mấy đứa rồi, hai đứa? Ba đứa. Ba đứa rồi. Yeah. Yeah. Hai trai một gái. Đứa đầu tiên là con trai. Con trai, thứ hai con trai luôn nè. Thứ ba là con gái. Dạ. Ngon rồi. Dạ may mắn lắm luôn, thật sự rất là may mắn luôn. Ngon rồi. Em thấy có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc làm ăn phát triển đúng không? Dạ, đẻ hai bé thì tụi em cố gắng làm và bé sau này á, bé cuối cùng á thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng dạ, không? Dạ, bé gái. Bé gái tên gì? Dạ, tên Bối Bối. Bối Bối phải là cái kinh mà con bé Bối Bối thiệt là dễ thương á đúng không? Dạ. Không, trên mạng, trên TikTok có hai bé Bối Bối nha. À, Bối An Nhiên đó là Bối Bối lớn. Bối An Nhiên lớn, Bối Bối nhỏ. Dạ, Bối Bối nhỏ. Dạ, Bối Bối nhỏ nè. Xinh quá dễ thương luôn. Dạ. Bé đó quá dễ thương luôn. Hôm nay em đang có dẫn bạn này không? Dạ không. Ờ, có bạn đó mời lên sân khấu nữa mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà tại vì mẹ bị mệt á. Hồi nãy em cũng bị mệt xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cưng quá, cưng. Rồi, bây giờ 11 năm. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Thì sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó. Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Trời, chắc nôn nao đến phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á, chồng em á, em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Nhưng với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật. Nhưng ở nhà là thôi. Không, hai chồng họ nói, hai chồng nói hoài. Tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha. Ngưng ở đây để đi ngủ. Chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ, rồi ghiền game nữa. Trời ơi, ghiền game lắm. Mà game ghiền nói nè. Dạ, ghiền game nè. Ghiền game. Có ghiền con không? Dạ có ghiền con. Nhưng mà ghiền game, trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em. Trời ơi. Ghiền game mà đến nỗi mà bắn cái này nè, không biết bắn cái này là cái gì mà có con gái trong đó nữa. BOBG gì đó mà bắn là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Dạ. Đúng rồi. Xong rồi em bình thường đang bắn cái em đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ồ ấy như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái chơi điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát. Trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, không núp. Trời ơi, đập chơi quá trời lần luôn mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập vớt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu, với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập xuống. Trời. Đập một xíu và gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Chị với em mướn nhà cái bên để chuẩn bị đập hứng đó, qua cảng đó cho chị quá.
Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng luôn. Mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á. Chứ không quát, không có. Chạy không quát thì chắc nó cũng biết sai. Tại trời quá rồi, mà ghiền lắm. Ghiền bắn liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết bỏ rồi. Rồi. Bỏ bây giờ bỏ rồi. Sau lúc đó tại luôn. Nhưng mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền. Tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa? Còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì cũng đỡ rất là nhiều rồi. Anh sao? Đúng rồi. Em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Ví dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Ví dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha, là để đó anh làm cho xong em vô là im luôn, không có làm. Không có làm luôn. Với lại em á, dạ, hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm nhưng mà để chậm, cái nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm, chứ không bao giờ mà nói anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho rồi xong là không làm luôn. Có như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có, nhiều lắm. Đó, hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình nghĩ là cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn. Đó. Với lại em á, là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Ví dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này, thiết kế cái kia, sửa này sửa kia là bác bỏ. Ví dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công này kia kia nọ, là cũng làm, nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã, nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen, trời ơi làm xong sao nó đẹp quá ha, rồi xong rồi vậy đó. Thì sao em nói cái phòng mình phải làm như vậy kia, trời ơi thôi làm gì tốn này đường đà nữa, xong rồi làm xong làm đẹp quá ha, anh thấy làm đẹp chứ ha, nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, chứ thành thói quen luôn rồi. Thành cái thói quen luôn vậy đó. Bây giờ mong muốn không thay đổi điều gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha. Không hề lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á. Mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi mà tạo bất ngờ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ phút đến phút chót luôn. Nhưng mà em á không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy, em thích cái gì là cứ cầm tiền đi mua. Nhưng mà không có bao giờ, em đâu có thích vậy đâu. Phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng mà là bất ngờ. Mà lãng mạn thì nhiều. Là mình. Đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chồng em sẽ lãng mạn hơn. Xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền. Đó, chứ mình đừng có chần chờ những lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết. Tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Dạ. Rồi thời em tới rồi đó. Không thì không cản luôn đó. Em nói đi. Để mình đoán nghe chứ. Trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Tại vì căn cứ vào cái việc ba đập điện thoại đó. Nóng tính lắm. Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có vẻ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em đâu có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn đó. Sao nè? Rất là nóng tính, rất là thích sạch sẽ, gọn gàng, nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục giày dục lung tung, em phải dọn hết. Gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sao em thấy không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm, em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em muốn gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Thích gọn gàng nhưng lười làm. Dạ. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Mới hay giận. Hay giận lắm hả? Hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Giận mỗi lần giận là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Tí anh đang nói là lâu không á? Hai ngày. Năn nỉ 2 ngày mới thôi. Dỗ ba bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ ba bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn. Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn mang đồ ngon đúng không? Dạ, đi ở xa đâu cũng đi hết á. Anh ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Thánh tình ra ngoài ai cũng bảo. Em ăn hiếp mà. Sợ vợ. Nhưng mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em có bị tổn thương không? Không, em bình thường. Em còn nói với mấy bạn là lúc nào mà em sợ vợ của bạn á. Cái đó. Thế mới là lo, còn em sợ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi thương, sợ. Mình thương mà. Vợ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ, đâu sợ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. Dạ rồi, dạ. Rồi có hay nạt chồng không, hay la. La chồng trước mặt người ta, người la. Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Dạ, trước mặt không la. Có la trước mặt bối không? có bối nó giận luôn. Bối giận á? Trời, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhậu, em hạt nó, em vừa la lên cái nó, mẹ tại sao mày lại như vậy, mẹ không được la ba của con, tại sao mày la ba của con vậy. Bây giờ trước mặt bối mà la là nó nạt em liền luôn, nó không có cho luôn á. Đúng rồi, bối nó bảo vệ ba nó dữ lắm, không có được đâu. Bảo bối của ba mà, của ba bảo bối mà. Rồi sao nữa thì hãy giận hơn nè.
anh mua đồ ăn về mà em đùa tí, bảo anh đi không ngồi á, anh đi không rồi lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không ăn nữa, không ăn nữa, đi lên dễ tổn thương quá vậy, dễ giận lắm. Yeah. Rồi ở nhà công việc nhà ở nhà ai làm? Em làm hết. Không có giúp việc. Ví dụ chỉ dọn cái phòng của em thôi. Giờ có giúp việc rồi. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm. Em hốt hết luôn. Em hốt hết luôn. Trừ giúp việc đủ thôi, còn bình thường chơi hết. Chơi hết luôn. Hết luôn. Dọn dẹp nhà cửa, dạ, chăm sóc con này đó là em hết luôn. Không, không, ý là nhưng mà vợ em nấu ăn ngon. Nhưng mà ít nấu thôi. Nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Dạ. Thôi em ước đi. Em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Dạ. Không cần phải nói điều đó. Dạ. Em là... không muốn phải giúp bà hộ. Dạ. Em thay đổi, em muốn thay đổi gì thì có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc rồi á. Sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cháu khỏe, mà không chịu ăn. Để đến trưa, nói để trưa ăn. Để trưa mệt luôn, để đói, đói quá, đói liệt luôn. Lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Thì không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, em đến ngày mai dậy là 9:30 mới dậy. Thì tối dậy xong rồi anh nó bị dở bữa, sáng 9:30 dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi. Mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì? Cái vụ mà đi ăn. Bởi tối cái đi ăn nhiều. Lỡ dở người ta bán đồ ăn sáng ta cũng nghỉ giờ đó thôi. Mà chồng em cứ bắt em phải ăn cho bằng được. Em nói thôi để tí trưa nữa để ăn luôn. Rồi xong kìa cũng sợ vợ mệt xong rồi cứ nói chung là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em bị giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó là 5 năm dịch, em dịch 3 tháng trời luôn. Đợt dịch đó. Máy giặt hư. Dạ, tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn. Đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em nó đóng băng hết. Không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn. Em giặt một thâu một chữ ba. Trời đất ơi, giặt tay á. Nhưng mà vui là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không. Không có cái gì hết, ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá, không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không đúng giặt rồi. Tay, thể dục, tập thể dục đúng rồi. Cái gì mà phải cắt cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em hết. Thôi em sợ lắm, em không có giặt tay quá trời quá đất hư cái bàn tay. Ta hạnh phúc với công việc của người ta mà. Đúng rồi, thấy vui lắm. Em làm mình thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia mà thấy nó dễ thương lắm. Những tật xấu rất là đáng yêu. Quá là dễ thương. Em về em coi cái bối là em biết là cái cặp này hạnh phúc cỡ nào. Đúng rồi, rõ ràng là các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Đúng đơn giản thôi, hạnh phúc là lựa chọn. Em thành nói không dừng được. Đúng không chị? Đúng không? Em phải nói. Đó. Chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Xin cảm ơn hai bạn đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha. Dạ.